Nhân chênh lệch là do hoạt động của gió mùa, hoàn toàn chính xác. Đấy. Thế thì thưa thầy cô là như thế. Câu 6. Câu 6 là câu biểu đồ. Đấy. Như vậy dạng đúng sai dùng được cả số liệu thống kê, dùng được cả biểu đồ. Đấy. Chỉ có điều là bản đồ thì vẫn dùng được. Nhưng mà khi đưa bản đồ vào thì kỹ năng phải rất cao, đó là phải biết biên vẽ hoặc là xử lý ảnh bản đồ, chứ không có là đưa vào là không có màu, học sinh không đọc được. Dựa vào biểu đồ sau và cho một cái biểu đồ không có tên, có chú giải nhưng không có tên, và hỏi: A. Biểu đồ thể hiện cơ cấu lao động phân theo thành thị nông thôn giai đoạn nẻ năm 2021. Thì câu A này chính là tên biểu đồ. Đấy. Thế thì cái này chính xác hoàn toàn rồi. Nhưng mà nếu thầy cô mà muốn làm khó đề lên, nhưng mà tôi khuyên là đừng làm khó, trong kiểm tra đừng làm khó. Còn đi thi họ làm khó để chuyện tính sau. Ví dụ muốn làm khó, thầy cô có bỏ chữ cơ cấu đi. Biểu đồ thể hiện số lượng lao động phân theo thành thị và nông thôn, số lượng thôi, bỏ chữ cơ cấu đi. Thì rõ ràng là nó độ khó nó tăng lên. Và tôi tin là nếu thầy cô cứ thử mà xem, nếu bỏ được cái chữ cơ cấu thay một chữ số lượng, tôi đảm bảo nửa lớp chọn sai. Đấy, thì là cái phân biệt này nó sẽ học sinh nó phải dần dần, nó tập dần dần. Đấy. Muốn tập dần dần thì cứ hướng dẫn học sinh là cái trục tung nó thể hiện chữ cơ cấu rồi, hiển nhiên nó là cơ cấu. Đấy. Thứ hai là tỷ lệ phân theo thành thị nông thôn ở nẻ năm 21 không thay đổi, thì cái này sai rồi, có thay đổi. Quên chưa bôi đỏ, thầy cô được bôi sau nhá. 2021 lao động ở nông thôn luôn chiếm tỷ trọng cao nhất, đúng rồi. Một trong những nguyên nhân làm thay đổi cơ cấu lao động thành thị nông thôn là tác động của chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế, hoàn toàn chính xác, thiếu chữ ngành. Đấy. Thế thì thưa thầy cô là dạng đúng sai. Chúng ta lưu ý là cả chữ. Chữ thì có hai cái loại, một là quy nạp, hai là diễn dịch, tùy thầy cô, có thể có dạng khác nữa. Nhưng mà ở đây thì tôi chỉ bàn đến như vậy thôi. Thế còn có cả số để học sinh rèn luyện kỹ năng xử lý số liệu và phân tích số liệu thống kê. Có cả biểu đồ và cũng có thể cả bản đồ. Nhưng mà bản đồ thì phải tính toán kỹ, bởi vì mình đưa vào nó phải chuẩn, đó là các cháu không đọc được lại làm loạn cả cái cuộc kiểm tra hay là cái cuộc thi gì đó lên thì lại rách việc. Đấy. Bây giờ đến trước khi sang dạng 3. Trước khi sang dạng 3 thì thầy cô có hỏi gì ở cái dạng thức số 2 này không? Mời thầy cô. Dạng thức 2 thầy cô có hỏi gì không? Em xin phép được đặt một câu hỏi với thầy Dũng và các thầy cô ở trong nhóm ạ. Em nhờ thầy Dũng có thể triển khai và trả lời giúp chúng em ạ. Ok. Thưa thầy là em xin phép hỏi là ở dạng thức số 2 thì cái đoạn văn bản đưa vào trong câu hỏi thì là có sẵn trong sách giáo khoa hay là phải lấy ở ngoài sách giáo khoa ạ? Rồi. Còn câu hỏi nào nữa không? Vâng, em xin hết ạ. Cảm ơn em. Bây giờ có một câu hỏi thì trả lời luôn hay là đợi tiếp? Thôi trả lời luôn nhé. Dạ. Dạ, cho em xin hỏi luôn được không ạ? Rồi, ok. Dạ, cho em xin hỏi cái câu hỏi này ở dạng đáp án là A, B, C, D có theo mức độ điểm á thầy. Ừ. Thì trong cái đáp án ví dụ như là A là 0,1 gì đó. Đúng rồi. Thì B, C. Như vậy nó có quy định cụ thể là cái mức độ khó của từng đáp án không? Và khi mà chấm điểm cho học sinh á, ví dụ nó làm sai câu A, nó làm đúng câu C và đúng câu D thì tính điểm như thế nào ạ? Rồi. Dạ hết ạ. Rồi. Còn gì nữa không ạ? Trả lời chị. Em xin hỏi đi. Rồi em hỏi đi. Dạ. Cho em hỏi là những cái phần trích dẫn đấy có cần trích nguồn không ạ? Rồi. Còn gì nữa không ạ? Dạ thưa thầy Dũng, thầy cho em hỏi một chút là khi mình xây dựng cái nội dung tài nguyên câu hỏi này á thì mình có thể tạo ra được những cái dạng bối cảnh câu hỏi mà nó dựa vào cái nguồn mình tự tổng hợp được không thầy, hay là bắt buộc phải phụ thuộc vào một nguồn cụ thể nào đó ạ? Rồi.
Thế trả lời luôn nhá, xong rồi hỏi sau tiếp tiếp nữa nhá. Một là thông tin, các cái thông tin ở trên này, của cái đoạn thông tin này có dựa vào sách giáo khoa không? Trả lời luôn không nhá, không dựa. Bởi vì nếu dựa vào sách giáo khoa thì thầy cô trên tay chắc chắn có 3 quyển sách. Thầy cô cứ mở ra xem là thông tin nó về cơ bản là nội dung thì là nó giống nhau, nhưng cách diễn đạt và thông tin thì nó khác nhau. Đấy, cách diễn đạt đấy nó khác nhau, nội dung thì giống nhau bởi vì đều triển khai chương trình, nhưng mà cách diễn đạt thì khác nhau. Đấy, thế ví dụ như có sách thì có cân bằng ẩm, có sách thì không có cân bằng ẩm. Ở câu 1 nhá, có sách thì lại nói độ ẩm không khí, nhưng có sách thì lại có khi chỉ nói độ lượng mưa thôi, vân vân. Đấy, thế thì thưa thầy cô là ta không có dựa vào sách. Vậy thông tin lấy ở đâu? Như là thầy nói là nguồn tài nguyên có thể tạo một cái bối cảnh bằng các nguồn tổng hợp được không? Đấy, thì tôi trả lời luôn là nguồn tài nguyên này là nguồn tài nguyên tri thức của nhân loại. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là khí hậu của Việt Nam, nhiệt đới ẩm gió mùa, thì cho bất cứ một sách nào, bất cứ một tài liệu nào thì đều phải nói nhiệt độ là trên 20 độ trừ vùng núi cao, tổng số giờ nắng cần này, tổng lượng mưa cần này, tổng độ ẩm cần này, và bất cứ một tài liệu nào đều nói như thế. Cho nên cái tri thức này là tri thức đã được ta tạm coi nó là chân lý. Đấy, thế thì có thể thế này, có thể là trong một trường hợp nào đó ta mới lấy thông tin này, nhưng mở sách giáo khoa là sách khoa cũng viết thế thì là bình thường, bình thường, bởi vì thông tin này không ai có thể viết hơn được nữa. Đấy, thế thưa thầy cô là như thế. Thế còn xuống dưới triển khai là bằng hành văn của mình, hành văn của mình, như thế thì nó mới là đánh giá theo năng lực. Báo cáo thầy cô như vậy. Thứ hai là có cần trích nguồn không? Không cần trích nguồn, không cần trích nguồn. Bởi vì thầy cô học đại học, thầy cô cũng là cái giáo trình, cũng là cái đoạn thông tin như thế này, rồi đến những cái quy luật chung của trái đất các thứ cũng như thế này, rồi đến thiên nhiên Việt Nam của thầy Thảo các thứ cũng như thế này, rồi đến sách giáo khoa của bộ trước đây ấy, chương trình 26 ấy, cũng như thế này. Đấy, thế một số sách giáo khoa hiện nay cũng như thế này, thì ta không phải đi trích của ai cả, bởi vì đây như tôi nói ở trên, nó gần như là cái dạng kiến thức. Đấy, báo cáo thầy cô như thế. Cái thứ ba là ABCD, nếu khi trả lời thì độ, xin lỗi, khi biên soạn độ khó có tăng dần không, thì tôi trả lời luôn, nếu cẩn thận nhất. Thì thầy cô, tắt, đừng nói chuyện ảnh hưởng đến người khác, bởi vì hôm nay rất đông, mấy trăm người cơ. Nếu mà biên soạn chuẩn nhất thì phải là ABCD độ khó tăng dần nhá, như tôi nói từ lúc đầu đấy. Ví dụ như toán là họ làm được, vật lý là làm được, hóa học là làm được, sinh là làm rất tốt đấy, ABCD độ khó tăng dần. Nhưng mà lịch sử, địa lý, giáo dục, kinh tế, pháp luật rất khó, rất khó. Nhưng thầy cô cố gắng biên soạn làm sao ABCD phải phân hóa nhá. Tôi nói này, lý tưởng là tăng dần nhưng mà phải phân hóa. Còn đâu thầy cô không thể chọn được cái lý tưởng đó thì chúng ta biên soạn có sự phân hóa. Nhưng đến khi mà ghép đề đấy thì bốn cái này lại trộn lung tung hết. Đấy thì học sinh lúc này thì đành phải hướng dẫn cho học sinh là đọc cả 4 ABCD, thấy câu nào dễ làm trước, câu nào khó tính toán rồi làm sau. Đấy, y như là ta vẫn dặn dò các cháu đi thi đấy, câu dễ làm trước, câu khó làm sau. Đấy, thế thì ABCD thằng nào dễ tích luôn, còn thằng nào khó để đấy rồi còn phải suy nghĩ. Đấy, nhưng nó có một cái hạn chế như thầy hỏi, là nếu tôi chỉ chọn được một mà lại chọn trúng cái khó nhất thì cũng chỉ 0.1 điểm, 0.1 điểm. Đấy, nếu tôi chọn trúng hai cái mà hai phương A, hai A hoặc B đấy, và A và B đều không phải khó nhất thì cũng chỉ được 0.5 điểm. Xin lỗi, chỉ được 0.25 điểm, bởi vì 0.1 và 0.225 chỉ được 0.25 điểm. Đấy, thì đây là một cái hạn chế. Thì hôm nọ đấy là có ngồi bàn và chúng tôi cũng đã trao đổi với bên vụ đấy, thì cũng trao đổi với anh Hà là hay là đưa thêm một cái điều kiện. Điều kiện có nghĩa là gì? Là nếu mà trả lời được câu khó nhất nhưng không trả lời được câu dễ nhất thì không cho điểm. Đấy, tức là phải có điều kiện. Nhưng mà tôi nghĩ điều kiện là khó đấy. Và trước mắt 746 ra đời rồi, 764 ra đời rồi, ta cứ thế thực hiện
không có chuyện là ta thay đổi cái gì đấy cả. Còn thực hiện xong rồi để đến khi mà thấy nó có cái gì mà thực sự là bất cập thì lúc đấy chúng ta sẽ có cái kiến nghị thay đổi. Thế thì tôi sẽ xin trả lời cả bốn ý của thầy cô rồi, mời thầy cô tiếp tục. Thầy chưa trả lời cách tính điểm thầy ạ. Tính điểm đấy, tính điểm mà trả lời là ABCD thì trả lời được, ví dụ trả lời được câu khó nhất trong ABCD thì cũng chỉ được 0.25, à xin lỗi 0.1. Nếu chỉ đúng một câu chính xác một trả lời một câu thì 0.1 nhé, chứ không phải cứ chọn câu nào đúng tính điểm câu đấy đâu. Đúng rồi. Dạ, thầy cho em hỏi xíu ạ. Trả lời hết 4 câu được thì mới được tính điểm, cho vậy mà cứ bấm bừa đúng sai đi. Chứ còn nếu một câu vào đúng câu đúng cũng chỉ 0.1 điểm. Chấp nhận thôi. Bây giờ trong 4 câu, ví dụ tôi đặt vấn đề nhá, trường hợp này có thể xảy ra. Tôi nói ví dụ như tôi là người rất dốt, tôi không biết gì, tôi đi thi. Tôi tích bừa vào C, mà C lại là câu khó nhất. Thế tôi cũng chỉ được 0.1. Nhưng cái bạn bên cạnh ấy, bạn ấy tích rõ ràng, bạn chọn A là câu dễ nhất, và bạn biết được là A là chính xác, bạn chọn A. Sau đó bạn lại chọn B, B cũng chính xác, và bạn chọn B, nhưng bạn ấy cũng chỉ được 0.25. Đấy. Còn nếu bạn ấy tích đúng và hiểu bài mà để tích đúng được một ý chính xác, tôi không hiểu bài, tôi tích bừa được một ý không chính xác, tôi bạn bằng điểm nhau. Nhưng mà thưa thầy cô thì cái câu chuyện này nói ở cái chuyện trắc nghiệm khách quan 4 lựa chọn mãi rồi. Tích bừa vẫn có cháu trượt. Trước 40 câu vẫn có cháu không trúng được 4 câu đúng để vượt qua được cái điểm liệt. Dạ, thầy cho em hỏi ạ. Vâng. Cũng hơi lo xa xíu mà em hỏi là cái cấu trúc đề thi thì có chia tỷ lệ như cái cấu trúc của chương trình cũ không ạ? Hay là dàn trải do tất cả các bài ở cả ba lớp ạ? Cái này thì câu này không trả lời được. Vì sao? Vì câu này phải chờ ban hành quy chế em nhé. Bộ đang xây dựng quy chế. Và bây giờ mà trả lời câu này ra thì nó sai hoàn toàn. Bởi vì là quy chế chưa công bố thì không ai được phép là công bố thông tin. Đấy. Cho nên là cấu trúc đề tỷ lệ thế nào tôi hiểu ý em rồi, là tự nhiên bao nhiêu câu bao nhiêu điểm, dân cư bao câu bao điểm, kinh tế bao câu bao điểm, có lớp 10 không, có lớp 11 không, có lớp 12 không. Đấy, tôi hiểu rồi, nhưng cái này chờ tí, bởi vì từ nay đến khai giảng xong này chắc sẽ rất sớm ban hành cấu trúc đề cụ thể cho lớp 12 và xin lỗi cho kỳ thi, và ban hành quy chế thì em đọc vào đấy em sẽ thấy rõ ngay. Thầy cho em hỏi cái nguồn tài liệu á thầy, ví dụ như bằng số liệu mà có các cái số liệu mới á thì mình cần phải có nguồn chính xác, thành ra là mình có cần phải trích cái nguồn tài liệu không thầy? Bây giờ có hai cách. Một là nếu em ôn cho học sinh thì không cần phải trích nguồn. Cách hướng dẫn ôn tập tốt nghiệp của chúng tôi biên soạn cũng không trích nguồn. Vì sao? Vì số liệu nó chỉ mang tính chất là số liệu thì hoàn toàn lấy ở Tổng cục Thống kê, chính xác tuyệt đối, nhưng nó chỉ mang là con số giả định để học sinh rèn luyện kỹ năng thôi. Đấy, cho nên là khi em kiểm tra mà chính thống ấy, thì em phải lấy số liệu của Tổng cục Thống kê, nhưng em cũng không cần nhất thiết em phải ghi nguồn. Nhưng nếu em ra đề cho cả tỉnh thi một đề chung thì em phải trích nguồn. Đấy, vì lúc này nó mang tính chất là trên diện rộng rồi. Còn đề thi sau này ấy, chắc chắn phải trích nguồn. Còn không ạ? Dạ thầy ơi, em chào thầy. Dạ em chào thầy. Hỏi đi nhanh. Thầy ơi, thầy cho em hỏi cái câu này một chút. Mà bây giờ là ở cơ sở chúng em ấy là học sinh rồi giáo viên cũng đang rất kỳ vọng một cái điều thầy ạ. Tức là một địa của mình ấy là trong những năm vừa rồi là cái thế mạnh quả lát. Nên là học sinh cũng rất là phấn khởi, giáo viên cũng rất phấn khởi, bởi đĩa thì đi bát lát mà thầy ạ. Thế nhưng đúng mà rồi. Chúng em bây giờ cũng đang rất là băn khoăn. Sinh cũng rất băn khoăn và rất là mong muốn thầy làm sao cố gắng làm sao để mong mỏi của chúng em ấy. Cố gắng làm sao trong cái đề thi thầy cho phép được sử dụng bát lát trong quá trình làm bài, thì cái đấy là cái hết sức mong muốn của học sinh và chúng em ở dưới trường với thầy ạ. Và em cảm ơn thầy. Rồi, cảm ơn đồng chí, nhưng mà nói thật là cái này là
năm, bởi vì sao? Vì nó khác với trước. Giờ một là quá nhiều Atlas, không biết là sẽ là như nào. Hai nữa là Atlas thì có những cuốn thì xây dựng đúng theo thông tư 3839, tức là thông tư danh mục thiết bị dạy học tối thiểu của bộ chuẩn. Nhưng có Atlas thì xây dựng các trang liên tha liên thiên. Thế bây giờ mà mình lại bảo là dùng cuốn này để thi mà không dùng cuốn kia thì mình vi phạm luật thương mại đấy và luật cạnh tranh, thì lúc này cũng rách việc. Thôi được rồi, cứ để đấy tính. Nhưng trong dạy học ấy, là thầy cô vẫn phải đưa vào bình thường đấy. Dạy học ấy, trong dạy học ta vẫn sử dụng, nhưng chỉ có một điều thôi là ta không có quảng cáo rồi bắt học sinh mua, thì lúc đó vi phạm thông tư 21 đấy, thế thôi. Chứ còn lại thì chúng ta dùng bình thường. Chuẩn được chưa thầy cô? Thầy ơi, cho em hỏi một chút ạ. Thầy ơi, cái đợt 10 tháng 6 năm 2022 ấy, chúng em có đi tập huấn ở trường sư phạm ấy. Thầy có chia sẻ cái bản đặc tả ấy ạ. Trong cái bản đặc tả đấy thì có 4 mức độ là nhận biết, thông hiểu, vận dụng và vận dụng cao. Ok. Thì đợt vừa rồi chúng em đi tập huấn tại Vinh thì các thầy cô có triển khai là chỉ còn có 3 mức độ là nhận biết, thông hiểu và vận dụng thôi. Thì cái bản đặc tả đấy bây giờ có cái hướng xử lý gì không ạ? Bây giờ tôi nói luôn nhá. Để cho ý kiến. Và xong câu này chuyển sang thứ ba nhá. Mất thời gian này. Một là cái bản đặc tả mà đi tập huấn cách đây lâu lâu ấy, là bản đặc tả của triển khai thông tư 22 nhá. Cho đến giờ này thông tư 22 chưa thay đổi thì không được ai làm trái thông tư 22. Đấy là một nhá, em ghi nhớ. Hai, cái bản đặc tả hôm nọ các em đi làm á, mà ở Vinh ấy, hôm nay tôi bận tôi không đi được, tôi đi dự mỗi tôi triển khai, à chuyện tôi đi dự mỗi ở trong Sài Gòn thôi. Vinh hôm nay tôi bận, thì cái bản đặc tả đấy không phải là bản đặc tả để kiểm tra, mà bản đặc tả đấy là bản đặc tả dành cho biên soạn câu hỏi nguồn để phục vụ thi. Em nhá, là bản đặc tả biên soạn câu hỏi nguồn phục vụ thi. Thế thì vì sao lại chỉ có 3 mức độ? Thì thưa mấy này các đồng chí như này này, có hai cái ý mà em chưa rõ, trong người ta trả lời chưa rõ đấy. Là về mức độ nhận thức ấy thì phải theo hai cái ông tổ ở trên cái trái đất này người ta vẫn theo. Một là ông Bloom là 6 mức độ, hai là ông Nico là 4 mức độ, chứ không có cái ông nào mà lại nghĩ ra 3 mức độ cả. Nhá. Thế còn 3 mức độ đấy là 3 mức độ đánh giá năng lực em ạ. 3 mức độ năng lực đấy. Và 3 mức độ năng lực em mở trong cái bảng mô tả năng lực ra mà xem. Năng lực thứ nhất là năng lực tìm hiểu thì được coi như là biết đấy. Năng lực thứ hai là năng lực về sử dụng các cái công cụ nọ công cụ kia đấy, đấy để chúng ta diễn dịch rồi thì phân tích đấy. Và năng lực 3 là năng lực vận dụng đấy. Như vậy là họ triển khai theo cái hướng là đánh giá năng lực, thì có 3 cái năng lực theo chương trình tổng thể và chương trình của các môn học. Còn 4 mức độ nhận thức thì trên thế giới này là cả thế giới hiện nay vẫn đang dùng và không có ai thay đổi. Và ta kiểm tra thì theo thông tư 22, chứ không đi lấy cái ma trận thi tốt nghiệp vào kiểm tra cho học sinh, như thế là không đúng. Đấy. Nhưng mà vận dụng thì được, vận dụng thì tốt. Đấy. Xong chưa? Chuyển nhá. Chuyển dạng thức 3 rồi lại hỏi tiếp này. Dạng thức 3 là trả lời ngắn. Thế như tôi nói lúc đầu, trả lời ngắn là các con số. Là các con số. Và thầy cô cố gắng tìm ra những con số nó có ý nghĩa. Chứ ta không nên cho những con số mà nó không có ý nghĩa mấy. Hôm trước đi làm câu hỏi nguồn đấy, các thầy cô tập huấn ở Sài Gòn, ở trường sư phạm đấy. Trường xin lỗi, ở trường Đại học Sài Gòn chứ. Môn địa là ở Đại học Sài Gòn. Rồi thì một điểm nữa ở Vinh đấy. Thì tôi cũng được đọc một số cái câu hỏi mà thầy cô hỏi. Có thầy cô ra câu hỏi là sản lượng chè của nước ta là cần này, số dân là cần này, vậy sản lượng chè trên đầu người là bao nhiêu? Hỏi thế để làm gì? Để lấy chè chia cho người và yêu cầu là mỗi người uống cần cái chè hay sao? Đấy, thì cái đấy nó không có ý nghĩa gì. Thứ hai lại có người lại hỏi là gì, sản lượng thép của Việt Nam, sắt thép đấy, thép, à xin lỗi nhầm, quặng sắt chứ không phải thép, quặng sắt là cần này, dân là cần này,
vậy bình quân quảng sắt trên đầu người là bao nhiêu? Tôi thấy chịu chắp tay vái các đồng chí khi ra những câu hỏi như thế thôi. Đấy, nó không có ý nghĩa gì cả, và cuối cùng nó chuyển cái môn địa lý của mình ấy, thành một cái môn toán tiểu học, tức là chỉ đi tính toán thôi. Đấy, thế thì tôi có mấy câu mà thầy cô có thể là trao đổi thêm. Một, mực nước cao nhất thấp nhất của trạm sông Đà là cần này, năm 22. Hỏi, mực nước cao nhất thấp nhất chênh nhau là bao nhiêu cm? Thực ra cái này cực dễ, nó là toán tiểu học. Đấy, nhưng thôi thì dù gì nó có một tí ý nghĩa, là từ mực nước cao nhất thấp nhất ta có thể suy ra cái chuyện là rồi các cái biện pháp chống lũ như thế nào, rồi biện pháp sử dụng nước thế nào cho nó hợp lý ở cả mùa lũ lẫn mùa cạn. Đấy, nhưng mà nói thật với thầy cô cái này cực dễ. Đấy, câu 2, cho bảng số liệu lượng mưa các tháng quan trắc ở Sơn La năm 22 từ tháng 1 đến tháng 12. Hỏi, trong đề thi, trong đề kiểm tra thì chỉ có một câu thôi, không có hai câu, nhưng mà tôi đưa hai câu vào đây để tôi nói cho các thầy cô biết là ta nên tận dụng bảng số liệu, một bảng số liệu, nhưng mà nếu mà mình có thể ra được là vẫn sử dụng bảng ấy, nhưng mà ra trên nhiều góc độ khác nhau, và mỗi một góc độ đó là một đề, chứ một đề thì không thể có hai câu AB như thế này. Một, tổng lượng mưa của Sơn La là bao nhiêu mm? Thì học sinh cái này cũng là toán tiểu học, nhưng mà nó là quan hệ, đã quan hệ ở cái chỗ là lượng mưa của các tháng cộng lại thì bằng tổng lượng mưa của năm. Câu 2, nhưng mà nếu tách ra thì thành một cái đề số 2, vẫn bảng này, tổng lượng mưa của mùa mưa ở trạm quan trắc của Sơn La là bao nhiêu mm ở mùa mưa nhé. Thế vậy học sinh, câu này rất khó, học sinh không biết đâu là mùa mưa thì không bao giờ cộng được vào ra tổng lượng mưa của mùa mưa. Đấy, cho nên là báo cáo với thầy cô là có những cái bảng số liệu mà để tính toán thì nó rất đơn giản, nhưng có những con số để tính toán thì tương đối phức tạp. Cho nên thầy cô tính toán làm sao khi mình lựa chọn các câu hỏi để mình kiểm tra rồi mình hướng dẫn học sinh thi thì cũng phải tính cho nó kỹ. Đấy, báo cáo thầy cô như thế. Tôi cũng đọc rồi, nhiều tài liệu viết loang ngoằng lắm, viết cái chỗ này rất loang ngoằng. Câu 3, sản lượng thủy sản nước ta là, đây là tổng sản lượng thủy sản, đây là sản lượng khai thác, xin lỗi, của 225 10 và năm 21, đúng rồi. Thì hỏi, từ năm 2010 đến 21, tỷ trọng sản lượng thủy sản khai thác trong tổng sản lượng thủy sản giảm bao nhiêu phần trăm? Giảm bao nhiêu phần trăm? Cái này cũng khó. Học sinh phải tính được cái tỷ trọng này trong tổng, tính được tỷ trọng này trong tổng, xong rồi trừ đi và thấy nó giảm bao nhiêu phần trăm và ghi số phần trăm đó vào. Đấy. Thế thì thưa thầy cô là dạng 3 là dạng như thế, và dạng 3 cũng có thể cho bằng biểu đồ. Cho biểu đồ. Sau đó hỏi là một cái đối tượng nào đó ở trong biểu đồ là tăng lên bao nhiêu phần trăm, giảm đi bao nhiêu phần trăm, hoặc là so sánh hai thằng với nhau và trả lời cho biết là anh này cao hơn anh kia, thấp hơn anh kia là bao nhiêu đơn vị, thì phụ thuộc vào nội dung. Đấy. Đây là dạng thức thứ 3. Dạng này trong đề theo quyết định của Bộ thì sẽ có 6 câu và mỗi câu 0,25 điểm. Như vậy là 6 câu là 6 bảng số liệu. Đấy. Thế thì cái này thì thầy cô cũng sẽ hướng dẫn cho học sinh làm sao nhìn nhận nó nhanh, và các cái mối quan hệ địa lý làm sao mà chúng ta có thể trang bị cho các cháu nó khá toàn diện, thì lúc đấy các cháu sẽ tính toán được. Đấy. Xin mời thầy cô xem dạng 3 có trao đổi gì không. Em chào thầy ạ. Vâng, em xin phép hỏi thầy một chút ạ. Là ở cái dạng thức 3 này ạ, thì cái câu hỏi này thì mình có bắt buộc là phải sử dụng câu hỏi ở dưới bảng, bảng dạng bảng số liệu hay không, hay là mình cũng có thể sử dụng các câu dẫn mà trong đó có hàm chứa số liệu ạ? Em xin hết ạ. Rất tốt. Còn câu nào nữa không ạ? Thầy cô cứ hỏi trả lời cả thể. Dạ thưa thầy Dũng, thầy cho em hỏi câu hỏi, tức là những cái số liệu tính toán mà mình sử dụng ở năm lớp 10, 11 và cả 12 thì mình ra câu hỏi ở cả 3 lớp học luôn thầy.
Rồi. Rất tốt, câu này cũng tốt. Mời thầy cô tiếp tục. Thế thầy xin hỏi một câu ạ. À, dạ thầy ơi. Ơi, cứ nói đi, nói đi. Em nói xin đi. Phép hỏi một câu là ví dụ có những cái số liệu mà cần qua độ 2-3 bước tính toán gì đó mà các cháu trong mỗi bước tính toán đều làm tròn, nó có thể xảy ra trường hợp là kết quả của các cháu khi làm tròn qua nhiều bước nó sẽ khác với kết quả mà của đáp án ấy thầy, thì cái chỗ đấy thì quy tắc như nào thầy nhỉ? Cái tí nữa mở cái hướng dẫn trả lời thì sẽ rõ cái câu của em. Đấy. Cái đó tốt, rất câu hỏi rất tốt. Mời thầy cô tiếp tục. Em thưa thầy ạ. Cho em hỏi chút ạ. Cứ nói đi. Trả lời ngắn này thì có xử lý số liệu trên biểu đồ không hả thầy? Xử lý số liệu trên biểu đồ đúng không? Vâng ạ. Rồi ok. Em cảm ơn thầy ạ. Rồi cảm ơn. Mời thầy. Dạ thầy cho em hỏi ạ. Ừ. Dạ thầy, thầy cho em hỏi là 6 cái câu hỏi ở trong phần trả lời ngắn này nó đều có mức điểm là 0,25 điểm một câu. Vậy thì có cái mức độ trong 6 cái câu này không hả thầy? Rồi ok. Xin hỏi ạ. Đây, ở cái dạng thức thứ 3 này thì hiện tại rất là nhiều cái công thức tính toán ạ. Thầy lớp 10 và lớp 12 ấy, thì tập trung vào cái sai của bởi vì là nếu mà ghi hết các công thức ra và chỉ 2 trang. Rồi. Tóm lại là công thức tính toán nhiều quá đúng không? Nó không phải to lắm đâu. Rồi, mời thầy tiếp tục. Em xin phép hỏi thầy hai câu ạ. Một là ngoài cái việc là sử dụng số liệu và công thức tính toán này thì có cách thức hỏi khác không? Ví dụ như là cho sơ đồ, sau đó thì điền số hoặc là cái gì đó trên sơ đồ chẳng hạn, hoặc là đọc một cái bản đồ nào đấy và ở trên đấy có số liệu thì liệu mình có trong cái đề của bộ sắp tới này thì có đa dạng về cái hướng hỏi như vậy không? Thứ hai là em thấy cái này là do các ngôn tự nhiên họ có trao đổi lại nên ở đây em xin phép hỏi thầy. Tức là họ nói là nếu như mà cái câu này người ta yêu cầu là làm tròn đến một chữ số thập phân không dấu phẩy chẳng hạn thì học sinh ghi là 5,0 và 5 thì có được chấp nhận không? Ừ, rồi. Vâng, em xin hết. Cảm ơn em. Còn gì nữa không ạ? Bây giờ trả lời dần nhá. Một này, câu hỏi này thì có sử dụng số liệu rời. Tức là ví dụ như này, cho diện tích Việt Nam hay là Việt Nam có diện tích là 33 triệu hecta hay là 331 hơn 331.000 km vuông, phải dân số Việt Nam tính đến năm 22 là 100 mấy triệu dân, chấm mật độ dân số Việt Nam là bao nhiêu? Được, cho thế cũng được. Đấy, được nhá. Nhưng mà nhưng mà dùng ít thôi, dùng nhiều quá thì nó lại không phải là kỹ năng. Đấy, nó lại thiên về tính toán. Đấy, dùng được. Đấy là một. Ôi trời ơi, nói to quá. Như vậy là một là cho bảng số liệu, hai là cho số rời đều được nhá. Nhưng mà cho số rời cũng tính toán ít ít thôi. Ý thứ hai, số liệu 11, 12 có cho không? Thầy hỏi câu này ấy, là có thể trong trường mực nào đó rất hay đấy. Và bây giờ người ta lại trả lời, xin lỗi, người ta lại đang hỏi lại thầy cô và hỏi lại bản dân thiên hạ một câu, thi trung học phổ thông quốc gia có lớp 10 và 11 không? Đấy, có lớp 11 không? Đấy, thế thì trả lời luôn là trước đây là có, hiện hành là có, nhưng mà chủ yếu là lớp 11 thôi và một cái bảng số liệu thôi, đúng không? Thế thì thầy cô chờ quy chế, nếu quy chế có lớp 10 và 11 thì chắc chắn có số liệu của lớp 10 và 11. Đấy. Và nếu lớp 10, 11 mà của địa của mình mà lại ra cấu trúc mà lại tính toán được là chỉ có thi vào cái số liệu thôi, không thi vào phần chữ và phần kênh chữ thì tuyệt vời. Tức là một là thi vài năm là hết số, ôn vài năm hết số thì nó sẽ có cái số của lớp 10, 11 nữa. Đấy. Câu thứ ba là số liệu phải xử lý qua nhiều bước.
và có làm tròn không, rồi thì kết quả làm tròn nó như thế nào. Thì thưa thầy cô là thầy cô không nên cho số liệu qua xử lý qua nhiều bước, bởi vì mối quan hệ ta chỉ tính đến số liệu thứ cấp một thôi, số liệu sơ cấp, sau đó thì tính toán một lần thì được gọi là thứ cấp, thì tính toán hai lần thì là số liệu thứ cấp của cái thứ cấp, thì là vô cùng gây khó cho học sinh, cho nên không nên để tính toán nhiều lần đấy. Ví dụ tính năng suất, tính bình quân đất nông nghiệp trên đầu người, tính mật độ dân số, tính tỷ lệ sinh, tính tỷ lệ tử, vân vân, đại khái các thứ như thế thì là được, chứ đừng có cho quá nhiều cái bước tính mới dẫn đến được một con số, vì đây là mình là địa lý không phải là toán. Về cho số liệu trên biểu đồ và yêu cầu xử lý số liệu trên biểu đồ rồi điền kết quả về số, cái này như tôi nói lúc đầu rồi, có cho biểu đồ được đấy, được nhá, nhưng mà phải sử dụng hết ngữ liệu, dữ liệu của biểu đồ, chứ tránh tình trạng cho một cái biểu đồ rất nhiều ngữ liệu nhưng chỉ sử dụng của mỗi một cái ngữ liệu thôi thì như vậy là không đúng đấy. Và hôm nay không phải là tập huấn xây dựng câu hỏi, cho nên tôi chỉ nói chung chung để thầy cô biết phân biệt câu hỏi đúng và sai trong các cái khi mà thầy cô dạy cho học sinh thôi, và thầy cô sử dụng các cái tài liệu thôi. Về 6 cái thời gian ấy mà 0,25 điểm, có 6 câu mà 0,25 điểm thì có phân biệt mức độ ở 6 câu không? Thì trả lời luôn là 6 câu ấy là mỗi câu 0,25 thì mức độ là như nhau. Không, không thể có chuyện là nó khó dần lên hay thế nào cả. Đấy, báo cáo thầy cô là như thế, như nhau. Và các câu hỏi của dạng thức 3 thì nó chính là dạng thuộc cái dạng nhận thức là vận dụng rồi, là vận dụng rồi, bởi vì tính toán là vận dụng rồi đấy. Báo cáo thầy cô, không biết là ai mà nói chuyện rất nhiều, nói chuyện nhiều quá. Hai đồng chí là nói từ nãy giờ đấy. Màu kiến lặng lắm kìa. Vẫn nói. Thầy ơi, ở trong Kiên Giang đấy thầy ạ. Nhưng mà không biết tắt ở đâu. Họ phải tắt. Đang tìm nút. Rồi. Bởi vì nhiều quá, không biết được hai cô là... Tiếp theo nhá. Câu nữa là... Bây giờ điền số thế nào? Điền một số hay hai số? Và có người là nói 5,0 thì điền 5, mà không điền 0 thì có đúng không? Đấy. Thế thì bây giờ như này. Bây giờ là tôi sẽ share cái bảng điểm. À, xin lỗi, nhầm xe cái bảng trả lời. Sau đó thì em sẽ các chúng ta sẽ bàn và thầy cô sẽ biết được là nó như nào. Nghe chị, dạ. Đây này. Dạ em nghe chị. Dạ. Nghe nghe cái đồng chí nào tắt luôn mic của đồng chí đi. Rồi, trường nội trú Kiên Giang. Rồi, bây giờ thầy cô có nhìn thấy cái phiếu trả lời không? Có. Rồi. Có. Thôi, cái đoạn trên là hồ sơ thôi nhá. Kỳ thi, bài thi, họ tên, giám thị, rồi thì ngày tháng năm sinh, số báo danh, mã đề, cái này thôi nhá. Cái này hôm nay không hướng dẫn, chỉ hướng dẫn đến cái nội dung của ta để ta sẽ suy ra cái chuyện là cái dạng thức mới nào thôi. Phần 1 thì trắc nghiệm 4 lựa chọn không tính. Chọn ai thì tô vào người đấy. À chứ nó chọn phương án nào thì tô vào phương án đấy. Phần 2 thì đây thầy cô nhìn ABCD nhá. Nếu thầy cô chọn đúng tô vào đúng. Nếu chọn sai tô vào sai. Câu 2 nếu chọn đúng tô vào đúng. Nếu chọn sai tô vào sai. Tương tự câu 3, câu 4. Thầy cô hình dung ra không? Đấy. Câu 1, câu 2, câu 3, câu 4. Chọn đúng tô đúng, chọn sai tô sai. Đấy, rất dễ nhá. Bây giờ đến phần 3. Thầy cô cố gắng nhìn một tí này. Như vậy là phần 3 là có 4. Luôn luôn có 4. 1, 2, 3, 4. Thế thì ví dụ của mình là 1, 5, 2, 1. Thì mình phải điền đủ là 1, 5, 2, 1. Tiếp có thể là 1,25 thì đề là 1. Xong rồi đến ô thứ 2 đề dấu phẩy. Ô thứ 3 đề số 2. Ô thứ 4 đề số 5. Như vậy, tổng toàn bộ con số thì nó được điền ở trên đây với 4
bốn cái thông tin chứ không phải là bốn số, bởi vì nếu nó có dấu phẩy thì chỉ còn có ba số thôi, và có cả dấu âm nhá. Tôi lấy ví dụ này, tôi ra một đầu bài này âm 1,24 thì thầy cô nhìn nhá, sẽ phải tô vào dấu âm đây, được chưa? Sau đó thì gióng ô thứ hai xuống 1,1 đây, tô vào 1. Thầy cô hình dung ra chưa? Tôi đang chí chuột vào đấy đấy, tô vào 1 phẩy, thì đây là dấu phẩy, thầy cô gióng sang ở thứ ba, ô thứ ba xuống, tô vào dấu phẩy, được chưa? Đó, âm 1,2 thôi, không thể 2,24 được. 2,24 là hết số mất rồi. Và 4 thì gióng ô thứ 4 tô vào 4. Đấy. Như vậy đồng chí nào vừa nói là chỉ có 5,0 là không đúng. Là không đúng. Đấy. Thế mà trường hợp mà nó chỉ có 5,0 thì phải 5,00. 5,00. Đấy, bởi vì nó có 4 hàng cơ mà, nó có 4 ô cơ mà, anh phải điền hết. Đấy. Hoặc là 5, đúng rồi, 5,0. Đấy, chứ còn nếu phẩy đằng sau có số thì hiển nhiên là thế. Đấy. Thế bây giờ thử ra một cái con số thứ hai nhá. Con số thứ hai của mình này, chẳng hạn như là 7,8%. 7,8%. 7,8. Thì ở đây đã đề là 7 này, phẩy này, 8 này, 0 này. Đúng chưa? 7,8 không thì điền cho nó kín mà. Tiếp này, tuy số 0 không có ý nghĩa. Thế thì thầy cô mới gióng này, xuống này. Ô thứ nhất là 7, tìm đến 7, tô vào 7. Ô thứ hai, gióng xuống đến dấu phẩy, vậy phẩy đây, tô vào phẩy. Ô thứ ba, gióng xuống đến 8, tô vào 8. Ô thứ tư, gióng 0, tô vào 0. Đấy, để cho nó kín. Được chưa? Như vậy phải nhìn vào phiếu trả lời thì mới biết được là mình phải tô cái gì. Đấy, chứ còn nếu nói là 5,0 tôi chỉ tôi biết tô vào mỗi năm mà tôi không tô vào không biết nó sau. Đấy, thì như vậy là nó trống. Đấy, thì còn cái chuyện quét được hay không thì tôi không trả lời, cái việc là việc của kỳ thi. Đấy là mình chỉ trả lời về mặt khoa học thôi. Đấy. Đấy, thấy cô rõ chưa? Thầy ơi, cho em hỏi cái này. Ừ. Cái chỗ mà thầy nói nãy âm 1,24 đó thầy, mình bỏ số 4 sao, nếu lỡ học sinh nó làm tròn số 4 qua số 2 sao thầy? Sau này chắc là phải có hướng dẫn rồi, bởi vì ví dụ như là không thể bỏ số 4 số 2 được. Và ví dụ như này này, 1,2479 đúng không? Thì dạ, thì 1,2479 thì nó phải điền vào đó là 1,24 đúng không? Nhưng mà cái 7 đây này thì nó làm tròn cái con 4 ở phía trước lên thành 5. Như vậy 1,25 không phải 1,24. Có cháu nó không làm tròn thì nó để 1,24. Nhưng cháu nó làm tròn thì nó để 1,25. Thì sau này trong quy chế này phải nói rất rõ là không làm tròn. Dạ. Vì nếu làm tròn là rất tách việc. Số tính được bao nhiêu điền đủ và điền 4 thông tin. Đấy. Chứ còn nếu mà làm tròn như thế thì mỗi một cháu làm tròn một kiểu làm sao máy nó chấm được. Đây là máy chấm, người chấm thì dễ. Đấy. Dạ, em cảm ơn thầy. À. Dạ thầy ơi, cho em hỏi. Ừ. Nó nói đi ạ. Dạ em thấy trong cái đề minh họa của thầy gửi có câu 2, nó có hai câu A và B. Nhưng mà trong này chỉ có một câu trả lời thầy. Đề minh họa vừa mới chiếu lên à? Dạ đúng rồi ạ. Thế thì vừa nãy em nói chuyện rồi. Vừa nãy tôi nói là tôi đưa ra trường hợp để thấy là trong một bảng số liệu thì có thể là ra được hai đề, A là một đề và B là một đề. Chứ tránh tình trạng là có mỗi bảng số liệu một đề thì ta rất phí bảng số liệu. Vừa xong tôi nói như thế, cho nên là tôi cố tình tôi để là A và B để thầy cô thấy là một bảng nhưng có thể ra được hai đề. Nhưng dạ, mà cố gắng tính toán để mức độ khó nó như nhau, chứ không phải là một bảng và ra hai câu cô nhé. Dạ, bạn thì làm đề thi một bảng chỉ có một câu, không thể có hai câu. Kể cả trong tài liệu hướng dẫn thế, trong tài liệu hướng dẫn ôn thi người ta viết một bảng, người ta viết 5-6 câu kệ người ta. Nhưng mà mai kia mình dùng ấy là mình chỉ dùng một bảng một câu cho thi thôi.
nhưng mà để học sinh rèn luyện kỹ năng thì nó đỡ phí cái bảng số liệu. Thế cho em hỏi với ạ. Phần 3 dạng thức 3 này, ví dụ như là yêu cầu tính mật, tính nhiệt độ chung, biên độ nhiệt của Lạng Sơn chẳng hạn, thì lúc nãy ở trên bảng số liệu có một cái số là tháng 7 là 27.0, tháng 1 là 13.3, thì tính ra kết quả là 13, biên độ nhiệt là 13.7 ấy. Thì cái khi mà tô vào phiếu này thì vẫn là 13.70. 13.70. À vâng. Số 0 chẳng có nghĩa gì cả, nhưng mà cho nó đủ phải tô đầy đủ thôi. Cho nó đầy thôi. Đủ. Không, 13.7 là hết số rồi chứ. Thì đúng 13.7 hết số, ai chẳng hiểu là như thế. Nhưng mà vấn đề là 13.70 anh tô vào đấy để cho nó đủ 4 cái hàng để nó nhận ra thôi. Còn sau này mà nếu mà trong cái máy chấm ấy, mà ví dụ thế mà phần mềm người ta tính được là ông tô không đầy đủ 4 hàng, không đủ 4, xin lỗi, không đủ 4 ô, thì máy vẫn nhận được. Thì lúc này là chỉ cần 13.7. Không, 13.7 là đủ 4 ô rồi thầy. 13.7 là đủ 4 ô rồi thầy. Em không là thành 5 còn gì nữa. Ừ, sao sao xin lỗi, 13.7. Dạ thưa thầy, dạ thưa thầy, em có một câu hỏi thêm hỏi thầy. Kết quả ví dụ kết quả mình tính trả lời ngắn nó ra hai số thì mình chỉ ghi hai số từ bên trái qua và mình tô hai ô thôi chứ. Chứ đâu cần phải tô hết 4 ô thầy. Tô tức là hai ô bên trái. Kết quả ra chỉ ra hai con số thôi thầy, hai con số hoặc ba con số. Thì mình ghi từ bên trái qua và mình chỉ tô những con số đúng thôi, còn cái ô trống mình để không chứ sao tô số không là thầy. Hai cái số đó là hiện nay ấy là cũng đang tính toán là cái chuyện em phải tô, xin lỗi, người ta là có 4 hàng thì anh tô kín. 4 ô. 4 ô, anh tô kín trong một hàng. Ra kết quả tính là ra hai số thì mình tô, mình ghi hai số từ bên trái qua, sau đó mình tô hai số đó thôi, còn hai ô kia không liên quan mình bỏ chứ sao tô số không là thầy. Đấy là em nghĩ. Đấy là em nghĩ thế. Không, hôm trước thấy trên cái tờ giá tờ làm bài cũng hướng dẫn vậy mà. Được rồi, cái này cứ để chờ đã nhá. Chờ tháng tháng tới sẽ ra cái đề cụ thể, tháng 10, 11 sẽ ra cái đề cụ thể minh họa thì ta sẽ bàn thêm nhá. Dạ thưa thầy, thưa thầy. Dạ vẫn cái câu hỏi như thế ạ. Em lấy ví dụ như cái kết quả mình đưa ra là 530, kết quả mình tìm được là 530 thì nghiễm nhiên là mình sẽ phải tô 530 thừa ra một ô đằng sau. Thế nếu như mình tô thêm một số 0 đằng sau thì kết quả sẽ ra được ạ. Rồi ok, rồi đúng rồi. Đúng rồi, chính xác. Thì có cái tình huống là em cũng đã thấy vẫn trong cái nội dung đấy, có cái tình huống là sẽ tô số 0 đằng trước nếu để đủ, thì số 0 đằng trước thì nó sẽ không làm thay đổi kết quả. Ví dụ không, 530 cái này là thì không, thì tô không, thành không tô số 530. 0 đằng trước được đâu. Không, không tô số 0 đằng trước được đâu. Hiện nay ấy, hiện nay ấy là cái bảng trả lời này này là nó vẫn nằm trong phần dự thảo nhá, nằm trong phần dự thảo, nó chưa có phần chính thức, chưa nằm trong cái phần chính thức mà vẫn là dự thảo. Thế cho nên là hiện nay thì thực ra vẫn đang còn rất nhiều tranh cãi về cái bảng này. Cho nên là tạm thời để thầy cô biết được là cái con số khi mình tính toán ở trong cái phần nội dung của địa lý nó là như thế. Thế còn tô vẽ cụ thể thế nào thì nó phải nằm trong quy chế. Sau này sẽ có hướng dẫn hẳn hoi chứ không phải là ta cứ đi ta bàn lung tung này rồi cuối cùng nó thi như này đâu. À xin lỗi, đi thưa thầy cho em hỏi thế ạ. Những cái số kết quả mà nó lớn hơn 1.000 hoặc là hàng 10.000 trở lên thì sao? 10.000 ý thì nó ra vẫn đúng chứ đúng không? 10.000 thì cái này người ra đề phải tính, không để số nó như thế, đổi đơn vị em ạ. Cái này là nó có 4 thôi, nó có 4 ô thôi, sau này người ra đề phải tính. Và ví dụ như đang từ nghìn tấn thì là nó ra như em nói, nhưng đổi thành triệu tấn thì bắt đầu nó ít đi, người ra đề phải tính. Chứ còn ra đề nó không khả thi trong 4 hàng này thì là không được. Đầu tiên không có 4 hàng này đâu, đầu tiên là chỉ có 3 thôi, để về phòng là có cái dấu phẩy, bây giờ đặt đến 4, nhưng mà sau này nó cụ thể nó ra một cái bảng như thế nào ta còn chờ nhé. Dạ thầy ơi, cho em hỏi xíu thầy. Thầy, nếu theo như em tham khảo cái phần 3 này á, ở một số môn và cả môn mình nữa, nếu như mà ra phần 6 câu hỏi này á, thì tại sao mình lại không quy định luôn là khi mà người ra đề phải ra đáp án bắt buộc phải có 4 ô, kể cả dấu phẩy và kể cả dấu âm, thì khi học sinh nó học sinh nó tô nó sẽ biết được. Còn nếu như mình như này thì mình phải tập huấn cho học sinh nó tại
Ví bây dụ giờ như này em này, bây theo giờ như đề minh họa của bộ lớp 10 á, em thấy có đáp án hai chữ số, có đáp đúng án rồi. Một số tham khảo thì em thấy có đáp án 3 chữ số, lỡ 4 chữ số, lỡ 5 chữ số. Đúng nếu rồi. Như thế khi mình biên soạn câu hỏi nó sẽ không đồng bộ. Tại đúng sao rồi. Mình không ra ngay chỗ đó để khi người biên soạn câu hỏi bắt buộc phải ra 4 chữ số và làm tròn sau dấu phẩy một số thập phân giống như môn sinh, giống như mấy môn tự nhiên thầy ạ. Môn sinh là quy định thế. Ví dụ như là mấy môn tự nhiên là người ta quy định ra 4 chữ số, không được là xin lỗi với cô giáo, là người nào ra quy định, người nào ra phải bằng văn bản chứ. Chứ nếu như thế này á thì cả giáo viên để tôi nói nốt đã nhá. Nó sẽ không bôi được thầy ạ. Tôi biết rồi, tôi nói nốt đã. Tất cả tôi nói là cái bảng trả lời này, tất cả các thứ nó vẫn là nằm trong cái phần gọi là ta bàn với nhau. Nó chưa ra quy chế và sẽ có còn thay đổi. Hôm nay phát hiện ra sẽ thay đổi rồi, như thầy nào nói đấy. Là 530 thì tô thế nào, và quả thực tôi giật mình rồi đấy. 530 tô thế nào. Đấy. Thế còn phương án mà đòi là cứ mỗi một câu hỏi ông muốn ra kiểu gì ra phải đủ 4 số, phải đủ 4 thông tin chứ không phải 4 số, bởi vì nó còn dấu phẩy và dấu âm thì là không được. Bởi vì sẽ có những môn và có những thứ là không thể ra được. Đấy, không thể ra được cái điều kiện đấy. Nhưng mà tô thế nào, hướng dẫn tô ra sao, để 4 ô hay 5 ô thì cái này chắc phải bàn thêm rất là nhiều. Và khi ban hành ra thì sinh, lý, hóa, địa, toán đều phải theo một cái chung, và người ta ban hành bằng một quyết định hay là bằng một thông tư hay là bằng một văn bản hướng dẫn có dấu đỏ quốc huy của bộ. Chứ không thể nói là ông này đi tập huấn nói thế này, ông kia tập huấn nói thế kia. Thì xin thưa là như vậy là nó, ông tập huấn xong về nhà ông có quyền hành gì mà ông nói. Đấy. Bao giờ nó phải là văn bản chính thống có dấu quốc huy thì lúc đấy ta mới chính thống. Còn hôm nay ta chỉ bàn để ta biết được là nó là như thế. Đấy. Thế thì chúng ta để chúng ta dạy cho nó sát thôi. Thế còn kỹ thuật để hướng dẫn cho các cháu tô đúng thì chắc phải có tập huấn đấy. Thầy cô cứ yên tâm. Dạ thưa thầy Dũng, thì cho em hỏi một chút. Lúc nãy em có nghe thầy nói về dạng câu hỏi thức 3 này có một câu liên quan đến là mình sử dụng cái biểu đồ được. Thầy có nói mình có thể sử dụng, phải nói chung là tối đa, tối ưu cái ngữ liệu khi mình đưa ra. Đúng rồi. Thì một cái trường hợp là ví dụ như bảng số liệu nó có nhiều năm thầy, và em thấy có nhiều số liệu ở trên một cái bảng đó, thì mình có nhất thiết là phải chỉ đưa ra đúng một cái năm mà mình cần hỏi không thầy? Hay là mình có thể nhiều năm? Bây giờ mà đưa cả chuỗi mà lại chỉ sử dụng mỗi năm, như vậy là nó dư dữ liệu em ạ. Nguyên tắc là câu hỏi là không để dư dữ liệu. Đấy. Thế thì bây giờ mà em ví dụ em cho năm 2005, 06, xin lỗi 05, 10, 21 mà lại chỉ dùng mỗi số liệu nó 21 thôi thì là nó dư. Tương tự biểu đồ cũng thế, cho nên là mình mới nói là tính toán làm sao cái biểu đồ nó phải đảm bảo sử dụng hết ngữ liệu. Đấy. Đây nhá, bây giờ quay lại cái chỗ này dạ, đó. Thưa thầy, như vậy là mình cần phải tối ưu lại cái ngữ liệu mình đưa ra nhằm mục đích học sinh nó dễ làm thôi đúng không thầy? Chứ không có đúng bị rồi. Quá lắm à. Đây, xe cái này. Thầy cô nhìn lại được cái bảng vừa nãy chưa? Dạ chưa thầy ơi. Đây, để xe nha. Để xe lại. Rồi, đây nhá. Tôi lấy ví dụ này. Ở đây là cho 2 năm 10, 21 và cho tới 4 cái số. Được chưa? 10, 21 và 4 số. Thế thì người ta hỏi là tỷ trọng sản lượng khai thác thủy sản người ta giảm bao nhiêu phần trăm từ đây đến đây. Như vậy ngữ liệu được sử dụng hoàn toàn hết. Đấy, tính toán làm sao mà cho ra thì tính phải sử dụng được hết. Tương tự nếu bây giờ mà em vẽ một cái biểu đồ đi, tôi lấy ví dụ đây là biểu đồ thì không thể hình liền được rồi, bởi vì đây có 2 năm thôi. Như vậy em vẽ 2010 là một hình tròn, 2021 là một hình tròn, đúng không? Và trong hình tròn đó còn có một cái hợp phần nữa là sản lượng thủy sản nuôi trồng, đúng vậy không? Thì nó mới bằng 100% mà. Nhưng mà mình hỏi sản lượng thủy sản khai thác nước ta giảm bao nhiêu phần trăm vẫn ok, là bởi vì nó nằm trong hợp phần của hình tròn. Đó. Nhưng nếu cho bằng số liệu mà lại dư ra vào đây thêm một cột nữa sản lượng thủy sản khai thác nuôi trồng, trong đó mình lại không hỏi gì về sản lượng nuôi trồng, thì như vậy là cái đề của mình là dư dữ liệu. Tất nhiên nó không sai nhưng mà nó không hay.
và thi thì chắc không thể có những trường hợp như thế được. Hỏi cái đó. Đấy. Nhưng mà vẽ biểu đồ lại được. Đấy. Nhá, ví dụ cái này thầy trừ đi thử trừ nhá. Thôi, dạ. Chia trừ lâu lắm. Em hiểu rồi thầy ạ. Dạ. Ừ. Thôi lâu lắm. Nhưng mà rõ ràng là cái bảng tô vừa nãy đấy là riêng trường hợp, ví dụ như trường hợp này cũng là dư số. Và dư số thì xin lỗi, dư cột trong bốn cái đấy thì xử lý thế nào? Đấy, thì cái này cũng là một vấn đề đấy. Dạ em xin phép đặt câu hỏi ạ. Rồi. Dạ cái này thì là tâm trạng chung của giáo viên cũng như học sinh của trường em thôi ạ. Thực ra là nói là không phải là mình tự ti, nhưng thật sự là bọn em thấy rằng bây giờ môn địa của chúng ta đấy nó không có đặc quyền như một số môn khác, mà nó là môn lựa chọn. Và các cháu đa số thi môn địa thì không phải là tự tin, nhưng đây thật sự là các cháu là có đa số là sức học kém, nên các cháu chọn môn của chúng ta. Còn là nếu các cháu mà học khá thì các cháu đã chọn khối A rồi. Vậy tại sao môn địa lý của chúng ta, bọn em cảm thấy rằng đọc đề như này chúng ta đang giống như là tự lấy đá để ghè chân mình vậy? Chúng ta môn địa lý năm nay chúng ta vừa không có ăn mát, chúng ta lại không giống như môn lịch sử với môn giáo dục công dân, đấy là khoảng có 2 phần thôi. Chúng ta bỗng nhiên ta tôn môn địa lý thành một cái môn khó để thi, em cảm thấy như là so thế này thì ngang với toán, vật lý và hóa học. Vậy thì nếu như các cháu mà thi thấy đề mà cấu trúc như này nó chưa cần biết nào, nhìn thấy nó đã thấy khiếp vía rồi, thì nó sẽ chọn qua các môn khác. Vậy vô hình chung là giáo viên địa lý của chúng ta đang tự khiến cho cái môn của mình nó sẽ không được chọn nữa. Đấy là tâm sự thật lòng của bọn em. Vậy thì em muốn hỏi rằng là liệu rằng cái cấu trúc đề thi này có còn có thể thay đổi nữa không, hay là nó giống như đinh đóng cột rồi, là chắc chắn phải có 3 phần này? Nếu vậy là bọn em, đặc biệt là hội giáo viên địa lý của khu vực của em, là cũng hơi lo là nếu mà như vậy thì môn của mình sẽ giống như là người ta nói nửa nạc nửa mỡ đấy, cao thấp không thông, thì e rằng là các giáo viên sẽ mất biết, học sinh sẽ không chụp. Vâng, em cảm ơn. Rồi bây giờ như này nhá, thầy ơi, em có ý kiến chút xíu rồi. Em có ý kiến chút xíu được thầy? Được, nhanh lên, bởi vì là dạ, ví dụ như tăng mạch kia. Dạ em nghe anh thì rồi, tại ví dụ như sách giáo khoa thì nó mình cho kiến thức chung, kiến thức chung, còn bây giờ nếu atlas thì bây giờ mình cho kiến thức chung cơ bản cũng được nhỉ? Vì nó đỡ môn địa hơn. Thật sự môn địa cô kia chia sẻ em rất là đồng tình với môn địa, tại vì môn địa mà học trò mà nó chọn hầu như là nó chọn là hầu như nó bỏ nó, tại vì nó thi khối D. Thấy không, trường em đang dạy hiện nay là như vậy. Mà cái biết như vậy thì thiệt thòi cho giáo viên môn địa rất là nhiều rồi, đúng. Vậy ví dụ áp sách giáo khoa cho chung thì anh lát vẫn cho kiến thức chung cơ bản được, em nghĩ là như vậy. Dạ em cảm ơn ạ. Rồi cảm ơn em. Bây giờ trả lời luôn cái chỗ này đó nhá. Một là hôm nay nói hơi lạc đề rồi đấy, hôm nay là không phải là tập huấn về biên soạn câu hỏi và trả lời, mà tôi chỉ đưa ra minh họa thôi. Độ từ nay đến tháng 9, tháng 10 thì bộ sẽ tập huấn cụ thể cho các thầy cô về biên soạn đề kiểm tra định kỳ theo cái có sử dụng các cái dạng thức này. Đấy, hiện nay đang xây dựng kế hoạch rồi, sẽ tập huấn. Lúc đó sẽ nói nhiều hơn. Nhưng mà tại sao lại có lịch sử không có dạng thức 3, giáo dục kinh tế pháp luật không có dạng thức 3, rồi thì thậm chí là kể cả gì nữa, công nghệ hình gì tin hay gì đấy cũng không có dạng thức 3, mà môn địa lại đem ôm dạng thức 3 vào tới 6 câu, thì quyết định đã ban hành không ai thay đổi được. Đấy, quyết định ban hành không ai thay đổi được, cứ thực hiện quyết định thôi. Nhưng mà chúng ta phải nhìn thế này này, thực ra nếu 6 câu này mà ta ra một cách gọi là kiểu như là câu 1 này, kiểu như câu 1 này, thì tôi hỏi thầy cô là một lợi thế hay là một hạn chế, đúng không? Nếu ra kiểu như câu 1 thì là một lợi thế hay là một hạn chế, thì rõ ràng là một lợi thế rồi. Rõ ràng là một lợi thế. Đấy, vấn đề còn lại là thế này, vấn đề còn lại là sau này nếu có làm một cái đề minh họa thì minh họa làm sao mà nó phải dễ kiểu như này thôi, chứ không phải tính đến mức độ thứ cấp của thứ cấp, số liệu thứ cấp của thứ cấp thì là chết luôn. Đấy là, hoặc là cái câu thi của Sơn La đây, tổng lượng mưa trong mùa mưa của quan trắc Sơn La là bao nhiêu mm, tôi đảm bảo vừa xong tôi vừa nói với thầy cô đấy, khoảng 70% học sinh không trả lời được. Khó quá, không phải khó mà khó quá. Đấy, thế thì
thì tôi mới chiếu một số thứ lên để thấy thầy cô là có câu rất dễ và có câu rất khó, thì ta tính toán làm sao đấy nó đảm bảo được cái chuyện là cái mặt bằng học sinh của chúng ta nó đáp ứng được. Chứ bây giờ ra đề mà không ai trả lời được thì làm sao gọi là đề hay được đấy. Còn cái ý thứ hai là thế này, là tại sao mà lại mình lại chọn, thì thầy cô thông cảm, cái này lực bất tòng tâm, tôi chẳng làm gì được. Tôi cũng đề nghị là chọn ít thôi, nhưng mà vì cái chung mà người ta đặt vấn đề là các môn khác họ chọn thế, mình không ấy thế, và họ yêu cầu phải như thế thì cũng không làm gì được, và ta phải theo thôi. Đấy, thì tôi vẫn ăn lương nhà nước, cũng không thể chống lại được cái gì cả, nhưng phải theo thôi. Đấy. Thế còn nếu là quan điểm của tôi thì tôi nói rồi, mà thậm chí tôi nói trong cả cái phần thẩm định rồi, và tôi nói là không nên để 4, à xin lỗi, không nên để 6, mà chỉ để khoảng 4 thôi. 4 vì sao? Vì 4 là một điểm. 4 là dễ điểm. Đấy. Thì một điểm thì nó cũng không ảnh hưởng gì lắm. Thế còn đây thì tổng là 1.5 thì thầy cô thấy nó cũng không thay đổi gì nhiều lắm. Đấy. Thế còn Atlas ấy, thầy cô bảo là sách giáo khoa chung được, Atlas sao không chung được? Xin thưa với cô thầy cô là sách giáo khoa là do các tổ chức tư nhân, tổ chức nhà xuất bản tự biên soạn, nhưng bộ thẩm định và bộ thẩm định thì bộ có thể giữ rào, ông phải theo một cái chung của chương trình. Còn Atlas là tài liệu tham khảo tự do, giống như người ta bán rau ở chợ, anh mua thì mua, mua thôi, không có một tiêu chí tiêu chuẩn nào cả. Nó chỉ có một tiêu chí tiêu chuẩn, đó là nó đáp ứng được cái yêu cầu về xuất bản phẩm theo tổng cục xuất bản thôi, chứ nó không có phải trao đổi gì với ngành giáo dục của ta cả. Đây là việc của họ làm. Đấy, cho nên là riêng cái Atlas là trước đây có thẩm định, và tôi còn cái quyết định thẩm định Atlas cũ đây. Đấy, và thậm chí là có cả công văn hướng dẫn sử dụng Atlas cũ, Atlas 2006, chương trình 2006, nhưng lần này là xã hội hóa và tự do. Và tự do thì mình không kiểm soát được, họ biên soạn thế nào đây là quyền của họ. Bây giờ là nếu thế thì bây giờ mà sử dụng Atlas trong kỳ thi, học sinh nó đi thi nó mang 6 quyển Atlas vào, bởi vì lại trên thị trường đang có 6 cuốn, có cho nó mang vào không? Quy chế liệu có viết được là cho học sinh mang Atlas, hay là mang học sinh 1 Atlas, hay là học sinh mang 6 Atlas, thì đây là cả một vấn đề, đúng không? Thế cho nên là chỗ này thì chúng tôi cũng sẽ có cái kiến nghị, có cái đề nghị, nhưng mà tôi tin là tỷ lệ thành công cực kỳ thấp, bởi vì hiện nay nó bị vướng tất cả những cái đấy không giải quyết được. Bao giờ phải giải quyết được cái chuyện là mang cuốn nào, hay là mang cả 6 cuốn vào. Đấy, 6 ông này là 6 ông tác giả khác nhau, có nói được nhau đâu, không nói được, chưa kể chuyện in lậu. Từ một cuốn của một tác giả, nó chụp ảnh thì nó sửa in lậu lên rất là nhiều. Đấy, thế cho nên là tôi, nếu chẳng hạn cái trường hợp không được, thầy cô thông cảm. Đấy. À, xin mời thầy cô còn câu hỏi gì nữa không? Đây, từ cái ý đấy của thầy ấy, thì còn một cái ý lúc nãy em hỏi nữa là ngoài cái việc mà sử dụng công thức tính này ra thì mình có thể sử dụng các dạng thức khác không? Ví dụ như là không được sử dụng Atlas thì mình vẫn kiểm tra được năng lực sử dụng bản đồ, lược đồ. Ví dụ mình cho vào đây một cái lược đồ, bản đồ mà như thầy nói là phải đòi hỏi kỹ thuật biên vẽ đúng không? Thì mình hỏi là cái địa điểm đấy, địa điểm A đấy có lượng mưa là bao nhiêu? Ví dụ 1.500mm, nó to vào đấy là 1.500mm thì kiểu thế thì có được không? Được hết. Và nó vẫn dễ hơn so với cái kiểu hỏi công thức tính toán như thế này. Được hết. Vì sao? Vì chúng ta phải phân biệt rất kỹ là nếu chúng ta kiểm tra học sinh, ta sử dụng thoải mái, thậm chí là vài hôm nữa bộ có đi tập huấn về hướng dẫn kiểm tra sử dụng các dạng thức tương ứng với lại cái quyết định 764 đấy, thì bộ cũng sẽ nói là trong kiểm tra đấy thì hiện nay chúng ta có tổng số là 10 năng lực, 5 phẩm chất, nhưng mà trong cái năng lực của môn địa lý đấy thì chúng ta có 3 nhóm năng lực, và trong 3 nhóm năng lực đó, và nếu mà chúng với cái cấu trúc đề thi như này thì hai nhóm năng lực cuối là ta không kiểm tra được, ta không thi được. Năng lực gì? Sử dụng công cụ địa lý. Và năng lực gì? Vận dụng kiến thức vào trong thực tiễn là ta không kiểm tra, xin lỗi, ta không thi được. Vì vậy mà kiểm tra là rất quan trọng. Kiểm tra rất quan trọng. Và trong kiểm tra thầy cô vẫn có thể sử dụng Atlas, như tôi nói vừa nãy mà. Thầy cô vẫn dùng Atlas, vẫn sử dụng lược đồ, và vẫn sử dụng cái như cô nói là hỏi độ cao các thứ bao nhiêu thay cho cái dạng phải tính toán.
ok hết, không sao hết. Đấy. Và quy chế chưa ban hành cho nên chưa biết được, cũng không thể nói hở ra, xin lỗi, không thể nói võ đoán được. Nhưng mà ví dụ như là trường hợp mà người ta lại tính là điểm xét tốt nghiệp ấy là 50-50 thì lúc này là 50% là phụ thuộc vào quyền của thầy cô rồi, và thầy cô phải kiểm tra đủ năng lực. Đấy. Thế còn 50% là điểm thi thôi. Đấy. Thầy ơi, cho em hỏi này. Rồi, hỏi đi, nhanh chút ạ. Ở cái câu 3 này nhá, thì nó sẽ phát sinh ra hai cái trường hợp. Một trường hợp là học sinh sẽ tính tỷ trọng của sản lượng khai thác so với tổng sản lượng thủy sản của năm 2010 làm tròn. Rồi sau đó thì tính tỷ trọng của sản lượng khai thác so với tổng sản lượng thủy sản của năm 2021 rồi làm tròn. Rồi sau đó thì mới lấy cái tỷ trọng của năm 2010 trừ đi tỷ trọng của 2021. Nhưng sẽ có những học sinh là nó tính luôn ở trên một phép tính. Nó tính thế nào miễn là ra được kết quả thôi em ạ. Nhưng như thế thì sẽ phát sinh ra hai cái kết quả này. Ví dụ như trong cái trường hợp thứ nhất làm tròn rồi thì nó sẽ ra là 3,8. Nhưng mà đến cái trường hợp thứ hai thì nó chỉ là ra là 3,75 thôi. Thì trong trường hợp này thì bắt buộc là phải yêu cầu là làm tròn sau dấu phẩy một chữ số thập phân chẳng hạn, đúng không ạ? Không, bây giờ này, bây giờ là hôm nay nhá, hôm nay trực tiếp các thầy cô trao đổi cái dạng 3 này thì tôi mới thấy ra hai vấn đề mà cần phải xử lý đấy. Một là như thầy cô nói là chỉ có 530 thì sao lại bắt tôi hết, chỉ tô 530 thôi chứ sao lại bắt tôi hết. Đúng rồi, cái này là chuẩn chỉ, cái này phải tính thêm. Cái thứ hai, làm tròn thì như thầy nói thì nó sẽ như thế nào, rất là rách việc. Vì vậy mà hai cái đấy phải xử lý. Thế còn nếu theo quan điểm riêng của tôi là vì nó lung tung như thế cho nên là sẽ tính cái chuyện là không có làm tròn. Số liệu nguyên si thế nào, viết nguyên si như thế. 1,26 là 1,2, 1,29 vẫn là 1,2, 1,21 cũng là 1,2 chứ không làm tròn thì 1,3. Đấy, thì nó đáp ứng được tất, nó đồng hành tất em ạ. Chứ bây giờ mày lại cứ nói làm tròn thế, cháu làm tròn thế này, cháu làm tròn thế kia thì cuối cùng sẽ nó lệch số sai số đi và nó sẽ hỏng cái câu trả lời của nó. Đấy. Đấy là quan điểm của tôi, còn sau này quy chế như nào thì còn phải bàn. Được chưa? Thế thôi, chuyển phần cuối nhá. Phần cuối là từ nãy đến giờ, từ sáng à, từ đầu giờ chiều đến giờ ấy, là ta chỉ có tính toán cái chuyện là tập huấn để thầy cô biết được là có hai dạng thức mới, và hai dạng thức mới thì cái cách người ta viết câu hỏi nó như thế, để khi thầy cô mở cái tài liệu hướng dẫn ra, câu nào chuẩn thầy cô dùng, câu nào không chuẩn thì thầy cô thôi nhá. Và thầy cô cũng biết được mình phải dạy cho học sinh ngay từ tháng 9 này để các cháu nó chuẩn bị, nếu nó có chọn môn của mình để nó đi thi. Đấy. Thế bây giờ về cái tài liệu hướng dẫn ấy, ôn thi ấy, thì nói luôn đây là tài liệu tự do, không có bắt ai phải mua và ai phải như nào cả. Đây là tài liệu tự do và thầy cô thấy là có tác dụng thì thầy cô dùng, mà thầy cô thấy không có tác dụng thì thôi. Và thầy cô có thể sử dụng cái tài liệu trong rất nhiều trường hợp. Tôi lấy ví dụ như thầy cô trong cái đoạn đầu này thì câu hỏi cái dạng thức nọ dạng thức kia là mình biên soạn là còn hạn chế, thì mình có thể tham khảo câu hỏi đấy, mình lôi nó ra đưa vào đề đấy. Cho nên là thầy cô có thể sử dụng nó trong kiểm tra một tiết, xin lỗi, bây giờ còn một tiết kiểm tra giữa kỳ 1, cuối kỳ 1, giữa kỳ 2, cuối kỳ 2, cũng có thể trích câu hỏi đó để lấy điểm kiểm tra thường xuyên, nếu kiểm tra thường xuyên bằng bài kiểm tra 15 phút. Đấy. Rồi thầy cô có thể sử dụng cái hệ thống câu hỏi trong đó để làm cho cái hoạt động luyện tập ấy, luyện tập và vận dụng. Luyện tập thì tốt hơn, vận dụng thì nó khó, bởi vì vận dụng nó là vận dụng kiến thức kỹ năng để giải quyết vấn đề của thực tiễn. Thế còn luyện tập là thế này, luyện tập một là củng cố. Luyện tập có thể bằng củng cố, luyện tập có thể bằng trả lời các câu hỏi, luyện tập có thể bằng luyện tập các cái câu hỏi này để các cháu nó làm quen. Đấy. Và trong sách giáo khoa, không biết là đi tập huấn các cái đồng chí biên soạn sách có nói không, nhưng hai hoạt động luyện tập và hoạt động vận dụng là không nhất thiết phải theo sách giáo khoa. Đấy. Nếu có sử dụng sách của thằng của bộ nào đi chăng nữa, không nhất thiết phải theo, mà hai cái đó là phải vận, thầy cô linh hoạt, thầy cô biên soạn, thầy cô dạy.
Đấy. À, rồi thì thầy cô cũng có thể sử dụng cái dạng câu hỏi này để đưa vào đề. Đưa vào đề các cái dạng mình sử dụng sau khi mình xây dựng ma trận xong thì mình có thể bốc câu hỏi ném vào đề kiểm tra. Rồi cuối cùng là dùng nó để ôn thi. Ôn thi tốt nghiệp. Và ôn thi tốt nghiệp thì trong tài liệu hướng dẫn là có hai đề thôi. Ai không biết hai là bốn thì tôi không nhớ lắm. Hai là bốn hay năm thì đấy, đại khái thế. Thì nếu mà thiếu thì thầy cô lại có thể là lấy cái đề, lấy câu hỏi của các phần rồi ghép nó lại thành đề. Đấy, câu hỏi các phần ghép lại rồi thành đề. Hiện nay thì có hai trường phái. Trường phái một là xây dựng cấu trúc, là quy định là tự nhiên bao nhiêu câu, dân cư bao nhiêu câu, ngành bao nhiêu câu, vùng bao nhiêu câu, lớp 11 nếu có là bao nhiêu câu, lớp 12 nếu có, lớp 10 nếu có là bao nhiêu câu. Và trong tổng câu ấy thì lại ba dạng thức, mỗi dạng thức là bao nhiêu câu. Đấy là trường phái 1. Trường phái 2 là không có quy định cấu trúc gì hết. Nó đã có 18, 4 và 6 rồi. 18 câu người ta muốn ra vào đâu đấy là việc của người ta. 6 muốn ra vào đâu là việc của người ta. Và 4 tương tự như thế, không có cấu trúc gì hết. Và cái việc đi ra đề miễn là họ chạy đều, tức là tự nhiên yên tâm có, dân cư yên tâm sẽ có, kinh tế kiểu gì cũng có, vùng ngành kiểu gì cũng có, nhưng nó là bao nhiêu câu thì người ta nói là giành quyền chủ động với người ra đề. Đấy, thế thì thôi, cái đấy là tất cả tôi nói rồi, là ta phải đợi, không có một cái gì quy định cụ thể ở đây cả, vì quy chế chưa ban hành. Thế thì hôm nay là chỉ nói là thầy cô dùng tài liệu đó để thầy cô đưa vào kiểm tra, đưa vào ôn tập cho các cháu để các cháu nó thi tốt, vượt qua được kỳ thi với điểm số là thỏa mãn được yêu cầu, thế thôi. Thì bây giờ thầy cô có hỏi gì nữa không? Không có thì ta sẽ kết thúc. Thưa thầy, chúng em muốn đăng ký mua bộ tài liệu đấy thì làm thế nào ạ? Bây giờ này tôi không bán nhá. Cô thông cảm. Cái này thì bên phát hành họ sẽ có ý kiến, thì tôi không làm việc này. Cái năm nay bước vào dạy lớp 12 là năm cuối cùng thì có khó khăn gì không? Có kiến nghị gì về thực hiện chương trình không? Có khó khăn gì không? Có nặng không? Chương trình có nặng không? Thầy thấy mơ hồ thầy. Mơ hồ gì rõ thế còn mơ hồ. Dạng 1 18 câu. Mà 18 câu là làm suốt từ bao giờ giờ? Ngay rồi còn mơ hồ. Dạng 2 thì đúng sai thì quả thực là bây giờ thầy cô mà ngồi viết câu hỏi đúng sai là cái dạng mà quy nạp ấy thì dễ, tức là cho hết thông tin ra xem hỏi nó là cái gì thì dễ, nhưng cái dạng diễn dịch là khó đấy. Diễn dịch không cẩn thận là không có ngữ liệu mà lại đi chép ngữ liệu sách giáo khoa ra, thì tất nhiên là nếu nó là chân lý thì là được, nhưng mà nó lại là quan điểm thì lại là khó. Đấy. Thế còn dạng 3 đúng sai thì cứ công thức mà diện thôi, xin lỗi, cứ tính toán mà diện là thôi, có gì đâu. Cái sách kết nối tri thức em nhìn qua thì thấy là bữa trước là mình đang dạy có bài đất nước là nhiều nhiều đồi nối, xong bây giờ tự dưng không có cái bài đó nữa, thấy nó bị hụt đi một nhịp, giống kiểu nó sao á. Không sao, không phải là sách kết nối đâu em ơi. Tất cả các sách, vì sao? Vì nó như này em này, đất nước nhiều đồi núi không được dạy ở lớp 12 nhá, nhưng đất nước nhiều đồi núi thì được dạy ở lớp 9, bởi vì họ mới tính thế này em này. Học sinh học hết lớp 9 là có thể đi lao động đủ năng lực để làm việc rồi, và lên lớp 12 là lựa chọn. Đấy, bây giờ mà em bảo là học sinh không được học lớp đất nước nhiều đồi núi, nhiều khi thấy nó lại trông chênh, thế thì người ta lại đặt vấn đề thì học sinh nó không chọn môn địa lý thì nó có trông chênh không? Càng trông chênh nữa. Đúng chưa? Nhưng mà, dạ. Nào, học sinh bây giờ có cháu nó không chọn môn địa lý thì nó có trông chênh không? Đấy, cho nên là người ta chỉ dạy lớp 12 là dạy vào những vấn đề sâu, những vấn đề mà mang tính chất là để sao tạo điều kiện cho các cháu lựa chọn nghề nghiệp. Như vậy chương trình quy định như thế. Thầy cho em hỏi là như cái thi định kỳ của khối lớp 10 và khối lớp 11 thì có dạng làm cái dạng thức như này không ạ? Nếu mà đâu bây giờ nhá, nếu là thi tốt nghiệp thì phải đợi xem là có quyết định là có chương trình của lớp 10 và 11 hay không nhá.
nhưng mà ngoài là đang... thi định kỳ, có thể thi định kỳ ấy. Không, từ từ đang nói đã này, hai hai thứ này. Nhưng mà bên tự nhiên nên là họ đang muốn có lớp 10, 11 đấy. Vì sao? Vì là họ là nó móc xích với nhau. Nhưng kiểm tra định kỳ của thầy cô ấy, từ lớp 10 trở lên, thì như tôi nói vừa nãy là vài hôm nữa, là tháng sau nữa là sẽ tập huấn. Khi tập huấn thì là nó sẽ có như này này. Ví dụ như là lớp 10 thì thầy cô có thể để là trắc nghiệm khách quan, cứ cho tất cả đây là trắc nghiệm khách quan cả ba dạng thức này là 70%, ví dụ thế, 20% tự luận, 30% tự luận. Lên lớp 11, 12 thì có thể là 80-20. Đấy. Thế thì trong cái mà 80% của lớp 11 và 12 đấy, thì có thể cái dạng trắc nghiệm khách quan ấy là 80 mà, thì để cho chắc là độ 60 hay là 50. Thế còn hai cái dạng thức này thì để mỗi cái là, nếu là 50 thì còn 30% và mỗi cái là 15%. Nhưng mà cái dạng 1, dạng trả lời đúng sai thì không thể 15% được mà phải 20%. Vì sao? Mỗi câu là một điểm. Đấy, thế thì tóm lại, ngay lớp 10, 11 em nên đưa vào. Đưa vào để làm gì? Để học sinh làm quen. Nhưng mà em muốn hỏi là cái mẫu ma trận đấy có cần về ấy không, hay là cứ vẫn theo thông tư 22 thôi ạ? Ma trận phải theo 22 chứ em, bởi vì là mình đang là nói là dạy học, chứ mình không phải là đi làm ma trận thi. Mình đang là dạy học mà, thì phải ma trận phải theo 22, kiểm tra đánh giá theo 22. Bao giờ thông tư mà sửa đổi thì lúc đấy chúng ta mới theo cái sửa đổi, còn bây giờ bắt buộc phải theo 22. Được chưa? Thế bây giờ cái sách thì xin lỗi, rất nhiều người viết vào đây là muốn mua cái tài liệu này thì để tí nữa cái đồng chí gì nhỉ, em gọi đồng chí vào đây, đồng chí trả lời, đồng chí phát hành ấy sẽ nhắn trên cái này. Thế bây giờ như này nhá, thầy cô không hỏi gì nữa thì ta kết thúc ở đây được chưa? Dạ, dạ được rồi thầy ạ. Nó chỉ là một cái hỗ trợ chứ nó không phải là một cái chỉ đạo đâu thầy cô nhá. Tôi hôm nay chỉ là hỗ trợ, còn bao giờ mà đi tập huấn của bộ cơ thì cái đấy mới là mang tính chất là bộ chỉ đạo. Còn hôm nay là hỗ trợ, có nghĩa là tôi là làm thêm cho nhà xuất bản kiểu như thế đấy, chứ không có mang tính chất là người của vụ hay của bộ gì cả nhá. Nên là trao đổi với thầy cô dưới góc độ chuyên môn thôi, thảo luận thôi. Thì rất là trân trọng cảm ơn thầy cô và chúc thầy cô vào năm học mới là thực hiện thành công tất cả mọi công việc, và đặc biệt là chúng ta nhanh chóng làm quen với lại cái sự thay đổi này. Thế bây giờ anh Minh Thành nhá. Để chào thầy cô nhá, tạm biệt thầy cô. Dạ, cảm ơn thầy ạ. Mua sách anh trả lời đi. Mua như thế nào? Đây, gõ luôn đây.